Vào khoảng hơn 15 giờ chiều ngày 3 tháng 1, trên địa bàn ấp Hòa Hưng, thị trấn Bún Tàu, huyện Phụng Hiệp, xuất hiện một cơn mưa bất thường kèm theo sét đã làm hai người chết. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Dũng, 57 tuổi, cùng con trai là Nguyễn Tuấn Khanh, 27 tuổi, đang làm mía ngoài đồng, chưa tìm được nơi trú ẩn thì bất ngờ bị sét đánh trúng. Qua đây, ngành chức năng khuyến cáo người dân không nên chủ quan với những cơn mưa khác thường như hiện nay.